Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 tới đây. Chuyến thăm lần này được đánh giá là minh chứng cho sự coi trọng cũng như tầm quan trọng của quan hệ giữa hai đảng hai nước. Ngày 22 tháng 5 vừa qua, đồng chí Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước và đến ngày 3 tháng 8 được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 bầu giữ chức Tổng Bí thư. Ngay sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm tới đây chính là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Qua cái chuyến thăm thì chúng ta khẳng định cái sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của ta, và cũng qua đó tiếp tục cái đối thoại chiến lược ở cấp cao nhất và tăng cường cái quan hệ làm việc tốt đẹp. Dự kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có trao đổi ở cấp chiến lược cao nhất của hai đảng hai nước, đánh giá về quan hệ giữa hai đảng hai nước, đặc biệt là kết quả đạt được trong việc thực hiện những thỏa thuận chung cấp cao giữa các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của hai nước, trong đó có những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc vào năm 2022 và chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam năm 2023. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ có cái trao đổi ở cái cấp cao nhất của hai đảng hai nước, cấp chiến lược, thì sẽ trao đổi đánh giá về cái quan hệ giữa hai đảng hai nước, đặc biệt là cái những kết quả đạt được trong việc thực hiện những cái thỏa thuận chung cấp cao giữa các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của hai nước, trong đó có những cái thỏa thuận đạt được trong cái chuyến thăm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc năm 2022 và chuyến thăm tới của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam vào năm 2023. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Moscow đến Quảng Châu với tư cách đại diện của quốc tế cộng sản để hoạt động cách mạng. Đây là những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, chí tình, chí nghĩa của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc. Thông qua chuyến thăm, hai bên cũng ôn lại lịch sử phát triển quan hệ hai đảng hai nước, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai đảng hai nước và nhân dân hai nước, đồng thời thể hiện Việt Nam luôn trân trọng, cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15 tháng 8 đã ra thông báo về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời khẳng định Trung Quốc mong đợi chuyến thăm sẽ làm sâu sắc thêm việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức đã phản ánh đầy đủ sự coi trọng cao độ đối với việc phát triển quan hệ hai đảng, hai nước, Trung Quốc và Việt Nam.